còn lâu á, chị mới chết được. Tôi xin chị đừng có nói lời bi quan. Anh xui à, chỉ là tôi lo trước vậy thôi, anh hiểu không? Mình à, mình đi đâu mới sáng sớm mà nồng nặc mùi rượu như vậy? Thằng đàn ông lấy vợ xong là mất tự do sao? Tôi lấy vợ chứ không phải tôi đang ở tù. Cái này là vợ chồng quan tâm lẫn nhau. Mình là vợ chồng mới cưới mà anh cứ như vậy, em thấy là không được. Thí dụ anh có điều chi không hài lòng ở em thì anh cứ thẳng thắn nói với em, rồi vợ chồng mình tìm cách chan hòa. Chứ mới cưới nhau mà anh cứ rượu chè be bét, em e là má sẽ rầy em. Cô trả lời đi, là thằng nào? Chuyện cũ tôi có thể bỏ qua cho cô, nhưng bây giờ cô phải khai thật tôi biết cô và thằng đó còn qua lại với nhau hay không. Trời ơi, mình ơi, em đã nói rồi, đã là quá khứ thì nó chỉ còn là những ký ức xa xôi. Em bây giờ đã là vợ của anh, em đâu có ngu dại mà đi đánh đổi cái hiện tại, cái tương lai để quay ngược trở về quá khứ chứ. Cô nói hay lắm, đúng là cô tiểu thư Kim Ngân đại cát. Em không biết là anh khen hay chê em, nhưng em cũng cảm ơn mình. Thôi, mình có rượu trong người, mình nghỉ ngơi đi. Em tính rủ mình đi về nhà thăm cha, nhưng lúc này e là không tiện. Em có xin phép má rồi, em đi rồi về nhanh thôi. Để tôi phân tích cho chị hiểu. Dạ. Bây giờ nếu chị lập di chúc, dạ, thì rõ ràng mấy đứa con của chị nó có suy nghĩ. Ai cũng vậy thôi, dù là ruột thịt, nhưng mà khi đụng chạm tới quyền lợi thì làm sao tránh được sự sao đó. Sao anh hai ít hơn anh ba? Sao anh ba nhiều hơn cô Út? Đó, bao nhiêu đó thôi. Thì dần già nhồi giá thì phải sáo thịt thôi chị à. Quyền lợi của tụi nó mà còn treo đó trong tờ di chúc, mà những so đo nhắc nhởm trong đầu của từng đứa như vậy á, dù anh em có khéo léo tới đâu thì cũng xảy ra bất hòa. Thà chị cho luôn đi, đứa này bao nhiêu, đứa nọ bao nhiêu, khỏi ai nói lời nào hết. Hồi nãy giờ anh phân tích tôi nghe cũng phải đó đa. Vậy thì bây giờ tôi phải tính bằng sao đi anh xui? Chị xui nghĩ đi, Út Lâu á bây giờ á thì chưa thành niên. Dạ. Cậu Ba Hạt á thì đang ở trời Tây xa xôi quá. Dạ. Còn lại cậu Hai Hoàng là con trai trưởng, là cháu đích tôn. Mà Hai Hoàng á, mà cũng là người học rộng, biết nhiều, hiếu thảo. Cho nên á, chị á, nhờ cậu Hai Hoàng quản lý toàn bộ gia sản của chị một cách hợp lý. Bên cạnh đó, chị biểu cậu Hai Hoàng viết cho chị một tờ kế ước, rằng sau này á sẽ phân chia tài sản đang quản lý cho Ba Hạt và Út Lâu. Ồ. Theo đúng ý nguyện của chị. Cách này á vừa đơn giản mà vừa khỏi tốn tiền đầy cải.
lại tạo điều kiện cho anh em tụi nó thuận thảo trên dưới với nhau. Ồ, thằng anh trưởng nói thì các em phải nghe. Ồ, quyền huynh thế phụ mà chị. Được như vậy á, mình sẽ tránh được cái cảnh nhồi da sáo thịt đó chị. Tôi nói vậy á, chị coi mà suy nghĩ lại xem sao. Dạ, chào tiểu thơ. Chẳng hay tiểu thơ hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện chi muốn nói à? Cha tôi đã biểu anh Quang Dũng đi chỗ khác ở rồi. Sao anh không chịu đi? Anh cứ lẩn giỡn rồi rình mò trước nhà bà hội đồng chi vậy? Bộ anh tính cho ra chuyện hay gì? Ủa, thằng Quang Dũng nó đi theo rình mò tiểu thơ à? Cái thằng gan thiệt à. Anh nói với ảnh, mừng cái chi cũng phải bình tĩnh, từ tốn, án binh bất động. Mình phải chờ thời cơ chứ. Ảnh mà cứ mần ba cái trò con nít đó, lỡ mà chồng tôi phát hiện ra là chết cả đám đó. Tiểu thơ nói cái chi cũng đúng hết. Tiểu thơ yên tâm đi, để tôi về tôi khóa dò cái thằng Quang Dũng lại. Đây nè, anh về đưa cho ảnh một ít tiền để chi tiêu. Nói với ảnh, những gì mà tôi đã nói thì tôi sẽ làm, tôi không bao giờ quên đâu. Dạ tiểu thơ yên tâm, tôi sẽ về tôi khuyên nhủ lại thằng Quang Dũng. Ở đây nói chuyện lâu không tiện. Thôi tiểu thơ cứ về trước đi. Vậy tôi về trước nghe. Dạ chào tiểu thơ. Anh Thai, em có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì đâu lâu, sao mặt em căng thẳng vậy? Hồi nãy em thấy cái ông kia kìa, ổng cứ rình mò nhà mình hoài. Em hỏi ổng, ổng trả lời là thấy nhà mình đẹp nên ngó chơi vậy thôi. Nhìn mặt ổng gian lắm, chắc là ăn trộm lên hai. Thôi được rồi, để anh Hai bảo gia đình đi kiểm tra coi sao. Em vô nhà học bài đi. Dạ. Cha con mới về. Sao vậy Kim Ngân? Con gái có chồng rồi, đi đâu á cũng phải có đôi có cặp chứ. Mắc mớ chi én nhạn lìa đôi, về đây làm chi có mình đây. Chuyện này là con phải quán trách cha đó. Ai mà muốn lấy người mình không thương đâu. Cái người mà con thương á thì cha ngăn cản. Câm cái miệng lại. Lỡ tới tay gia đình bà hội đồng Bùi thì mặt mũi cha để ở đâu? Con nói thiệt nghe, con cứ nghĩ là đi Tây học về là sẽ văn minh tiến bộ, sẽ phóng khoáng. Còn đằng này á, rất là cổ lỗ sĩ phong kiến. Con ức lắm nè. Câm! Nín đi người ta. Mày mới nói cái chi? Là cái chuyện trước khi mày có chồng, mày lén lút tao, mày trao thân cho ông Quang Dũng rồi, đúng không? Đúng không? Trời ơi là trời! Hả? Trời ơi! Con mằng cái chuyện đó là bông bôi cho chét cháu trên mặt cha nè. Nếu cái chuyện đó nó đúng như vậy mà thằng Bùi Hiếu Hoàng nó không qua đây, nó chửi thẳng vô mặt tao, nó không mắng vốn tao, là nó quá quân tử rồi. Con ơi là con phải hiểu cho cha. Cha làm đủ mọi cách để chuyển cái số tài sản đó về tên thằng Bùi Hiếu Hoàng rồi. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là con mằng sau đó con chuyển từ cái tên Bùi Hiếu Hoàng qua tên con. Con nghĩ đi, bây giờ thằng ba nó đi Tây du học, còn đứa em á nó nhỏ
xíu à, nó không biết chi hết trơn á. Cái chuyện của con bây giờ về bên đó phải ngọt ngào, phải dụ dỗ làm sao để mà con sai khiến được thằng Bùi Hiếu Hoàng nó mằn theo ý của con. Con hiểu ý cha chưa Kim Ngân? Dạ cậu hai. Thằng Năm. Dạ. Mày kêu tụi nó đó canh ngày canh đêm cổng trước cổng sau nghe chưa? Dạ cậu hai. Còn thằng Tư nữa. Dạ. Ban đêm á mày tìm mấy đứa thân tín cứ đi rảo xung quanh căn nhà mình. Dạo này có kẻ lạ mặt hay dòm ngó nhà mình đó. Đừng có để chuyện gì bất chấp xảy ra nghe chưa? Dạ cậu hai. Dạ thưa bà. Thưa bà. Má. Dạ. Dạo này cậu hai nhà này á vừa mới cưới vợ xong ra dáng ông chủ đó ra. Được đó con, coi trước trong sau vậy á là tốt đó. Ngày xưa thằng Ba Hạt hay đưa đón Út Lâu đi học. Bây giờ không có thằng Ba Hạt, mình phải tìm ai đó thân tín để đưa rước Út Lâu má. Nó đi học một mình như vậy nguy hiểm lắm. Hồi nãy tới giờ á con nói câu nào má cũng nghe đặng hết á. Không có trật lất câu nào hết đó con. Dạ. Dâu trưởng là phải như vậy đó. Dạ thưa má. Má đừng có nói như vậy, cha con nghe được ổng rầy con đó. Rầy mần sao được mà rầy. Má khen con chứ má có chê trách con đâu nè. Từ ngày con về đây mừng dâu, cũng may là có má yêu thương quan tâm, chứ nếu không chắc con tủi thân lắm. Kim Ngân, con nói vậy là có ý như sao vậy con? Hay là chồng con nó dở thói vũ phu với con? Khai thiệt cho má biết để má mần chủ cho. Dạ thưa má, anh không có mần chi con hết, chỉ là anh thờ ơ với con quá. Mày bé ơi, nó nói cái chi mà nghe lùng bùng lỗ tai vậy? Nè Kim Ngân, nó thờ ơ là thờ ơ bằng sao? Dạ là chuyện vợ chồng. Con không hiểu sao anh rất lạnh lùng với con. Mèn đét ơi, đâu có được. Tao trong ngóng cháu nội muốn mòn mỏi con mắt đây nè, mà nó mần cái mẫn chi vậy? Coi bộ không được rồi đa. Nè, tại sao cái chuyện đó mà con không nói cho má biết sớm, tới bây giờ bay mới nói vậy? Dạ má ơi. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống rồi, rồi nói cho má nghe. Ngồi xuống, má cho phép đó. Thưa má, hôm nay con đứng trước bàn thờ gia tiên, con cảm thấy mình có lỗi nên con mới buộc miệng nói ra những điều không nên nói với má, làm cho má buồn lòng. Má đừng để bụng nha má. Cái chuyện như vậy đáng lý ra con phải nói cho má sớm hơn để má biết má xử chứ. Đời thở, tụi bay là vợ chồng son mà hả, mà nó mần cái mẫn như vậy á, đến nỗi tao nè, tao còn tức, đừng có nói chi bay. Mà nè, sao bay không tìm hiểu bên ngoài của nó, nó có hường nhan tri kỷ hay không? Dạ mấy chuyện riêng tư của ảnh mần sao mà con biết được hả má? Ôi trời ơi, sao bay dại khờ quá đội vậy hả Kim Ngân? Cái chuyện vợ chồng không có cái gì mà bí mật hết trơn á. Hãy á, cái chuyện của chàng thì thiếp phải biết, mà cái chuyện của thiếp á thì chàng phải tỏ tường, con biết không? Con phải để ý chồng con mới được chứ.
coi tính tình của nó trái khuấy làm sao để mà biết mà lường. Là đàn bà thì phải biết ghen nghe không? Con không biết ghen là con không phải là đàn bà rồi đó. Con phải biết giữ chồng, không cho cái con đàn bà nào mà nó nhảy vô, nó chiếm đoạt, nó thị phi hết á. Cha bây giờ là đàn ông, cho nên những cái chuyện tế nhị này ông không có mạnh miệng bằng tao đâu à. Má ơi, vậy chuyện này má mần chủ giùm con nghe. Ừ. Thắm à? Dạ, thưa cậu hai. Hôm nay tính nấu cái chi đó? Dạ, mợ hai biểu tôi đi chợ mua đồ đặng nấu món vịt kho gừng. Tôi muốn ăn món khác. Dạ được, cậu hai muốn ăn món chi? Cô kiếm một con cá lóc thật ngon, về kho tiêu đi, rồi bỏ nhiều ớt vô, luộc thêm một ít rau dền nữa, ăn kèm với cơm nghe. Dạ, xin phép cậu hai, tôi đi chợ. Nè, tôi đã nói hết ý đâu. Chiều nay có thể tôi sẽ ra ngoài ăn cơm với khách, nhưng mà còn cái chuyện này tôi cũng muốn dặn em luôn nè. Dạ, có điều chi cậu hai cứ dặn. Nè, rầy về sao á, xưng hô với tôi á, thay đổi lại một chút đi. Đừng có xưng cậu hai với tôi, nghe nó khó chịu lắm. Cứ xưng cậu hai với em, nghe cho nó dịu dàng hơn. Dạ. Nếu xưng hô vậy, bà hội đồng nghe được sẽ phiền lòng, sẽ quánh tôi chết đó cậu hai. Mắc cái chi mà quánh em? Bây giờ tôi đã có vợ đề huề rồi, chứ tôi đâu có giống như thằng Ba Hạ mà má tôi ngăn sông cấm chợ. Em cứ kêu như lời tôi bảo đi. Thưa cậu hai, bây giờ ngoài bà hội đồng ra còn có thêm mợ hai nữa. Cậu hai biểu tôi phải xưng hô như vậy thì khác khi bức tử tôi. Mà cậu hai cũng mới nói chỉ là cách xưng hô thôi mà, nên thôi cứ để tôi gọi như vậy đặng phân biệt đâu là chủ đâu là tớ. Chà chà, hôm nay em lại biết nói lời cay đắng nữa hả? Thôi coi như tôi cũng chào thua em luôn đó. Em cứ xưng hô theo cách của em đi, có nói chi á thì em cũng cãi lại thôi. Dạ, xin phép cậu hai, tôi đi chợ. Đi lên trường đón cô Út mà không thấy cô Út, đoán biết chắc là cô Út sẽ về đây. Ai về, cô Út về đây thiệt. Chị tôi đón em làm chi? Anh ba không tới thì bạn anh ba tới, anh hai cũng kệ nhờ người rồi mà. Họ chỉ là người dân thôi, chẳng qua là họ muốn lấy lòng gia đình mình để mà mần quản lý của cái hiệu buôn này. Chị nói với em làm chi? Chị qua đây có ý chi? Bộ gì tụi em không biết hả? Bữa nay Út dám hổn với chị hai hả? Chị hai mét anh hai nè. Chị cứ mét anh hai thì chị mét, chị mét má thì chị mét. Em thấy sao nói vậy thôi. Thôi được rồi, vậy bây giờ cô Út muốn về á thì tôi đưa cô Út về, còn cô Út muốn ở lại á thì cô Út cứ ở lại, nhưng cô Út không được hổn với tôi. Nãy giờ em đâu có hổn với chị đâu mà chị nói em hổn. Chị cứ về trước đi, tí về sau. Thank you.
cậu hai. Sao vậy? Tôi cũng giống thằng Ba Hạt mà. Sao thấy tôi như thấy ma vậy? Dạ, tại cậu hai xuất hiện đột ngột quá nên tôi giật mình thôi. Có gì đâu mà đột ngột. Tôi đứng ở đây đợi em cả buổi rồi đó. Cậu hai mừng vậy làm chi? Mừng vậy là hại chết tôi á, chứ có lợi ích gì đâu. Có ai hay đâu mà chết. Tôi kính đáo lắm. Mà hễ chuyện gì tôi đã kính đáo rồi thì không bao giờ bại lộ ra đâu. Cậu hai nói chi mà khó hiểu quá. Trong vợ đang có mớ cá lóc, xin cậu hai tránh đường cho tôi về làm cá. Mất công cá chết cá ương, tôi bị la tội nghiệp. Chỉ có vài câu ngắn gọn vậy thôi mà sao em cứ phủi tôi hoài vậy? Cậu hai là chủ, tôi là tớ. Cậu hai có điều gì sai biểu thì cứ sai biểu. Không có chủ tớ gì ở đây hết á. Tôi chỉ muốn nói với em vài lời tâm sự thôi. Dạ, tôi không dám nghe đâu. Em đứng lại cho tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em đàng hoàng, chứ có ăn thịt ăn cá gì đâu mà em sợ như vậy. Chứ cậu hai, tâm sự của cậu hai tôi không dám nghe đâu. Tại sao đối với tôi em lại cứ chủ tớ tớ? Còn đối với thằng Ba Hạt á, thì em không có ranh giới đó. Hôm nay mà em không nói cho ra nhẽ thì tôi không cho em về nhà đâu. Xin cậu hai tránh đường. Tôi không dám nghe đâu. Tôi đứng đây hồi bị la bây giờ. Tội nghiệp của tôi, cậu hai. Cậu hai. Bây giờ tôi hỏi em một câu cuối. Em có muốn nghe tôi tâm sự không? Cậu hai buông tay ra đi. Tôi muốn nói chi thì nói. Có chuyện chi á thì cậu hai nói mau mau đi. Tôi còn về nhà làm cá nấu cơm. Mất công mợ hai lại rầy la nữa. Em đừng có nhắc tới người phụ nữ đó nữa. Đó là nỗi đau của tôi. Tôi ngậm đắng mà dễ ngọt, không thể nói cùng ai. Tôi mong em hiểu rằng tôi không có hạnh phúc, em biết không? Tôi đã sai rồi. Tôi và thằng Ba Hạt thường tranh luận với nhau về chuyện hôn nhân. Hiểu Hạt nó nói nó chỉ cưới người nó yêu, còn tôi thì tôi cưới ai cũng được, mặc tình cho người lớn sắp xếp. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu ra trong cuộc hôn nhân của tôi đã sai, em biết không? Thẩm à, tôi xin em đó, em đừng có trốn tránh tôi nữa. Cậu hai, tôi cũng xin cậu hai hiểu cho tôi. Chuyện của cậu hai khó lắm. Tôi không hiểu, tôi cũng không giúp gì cậu hai hết á. Chuyện này chỉ có mình cậu hai làm được thôi. Thẩm à, tôi chỉ muốn em hiểu cho tôi. Mà khi em đã hiểu rồi thì mọi chuyện tôi có thể giải quyết được. Tôi xin cậu hai đó, cậu hai để cho tôi sống yên đi. Coi như tôi van xin cậu được không? Thắm. Trời ơi, chị Xui. Anh Xui. Chị đâu nắng chang chang chị Xui? Trời ơi, tôi đi lấy sổ sách ở lò lu đây nè. Ừ. Ôi, mẹ quá con coi. Thương hết sức không? Dạ cảm ơn anh Xui. Không để cho con dâu nó đi nó mần. Anh Xui nói cũng chí phải. Có con dâu thì mình phải nhờ con dâu phải không? Ừ. Nhưng mà tụi nó là vợ chồng son, đám cưới còn đang nóng hổi kia kìa. Tôi có kêu tụi nó tìm cái chỗ nào đẹp đẹp để mà hưởng tuần trăng mật. Mấy ông đứa nào cũng lắc đầu hết trơn hết trọi. Nói không phải khoe với anh Xui nha, tôi không có hà tiện với con dâu đâu. Đúng là con Kim Ngân nhà của tôi á, nó tu ba đời á, nó mới lọt được vô nhà chị, nó mằng dâu cho chị. Một bà già chồng rất là tuyệt vời. Dạ đội ơn anh Xui. Nhưng mà chị Xui ơi, con Kim Ngân nhà tôi á, nó biết lo trước lo sau lắm, nó vung vén chuyện gia đình dữ lắm, nó hà khắc lắm, nó không có dám xài một cục tiền to như vậy đâu. Vậy ha? Ừ. Chàng ơi, vợ mà biết thương đồng tiền như vậy là chồng được nhờ đó đa. Ủa,
Mà anh Xui đi đâu đây? Trời đang nắng chang chang mà. Tôi đang dẫn mối lái quen biết vô cái lò lưu của chị nè. Dạ. Chuyến này nghe, mối sộp, mua mấy cái ghe chài luôn, chở ngược về cái miệt đầm nai đó chị. Chàng ơi, tôi không biết lấy gì để đội ơn anh Xui đây. Ơn nghĩa chi chị, mình là Xui gia rồi. Mằng việc gì cho chị được thì tôi mằng thôi, chứ ơn nghĩa cái chi. Dạ. Nhưng mà chị Xui nè. Dạ. Tôi thấy trời nắng chang chang gì. Tôi không biết nói câu này ra có mạo phạm chị Xui không nữa. Dạ, dạ nói cái chi vậy anh Xui? Thì mẹ quá con coi, chị nuôi một đàn con bao lâu nay rồi, tới lúc chị cũng phải nghỉ dưỡng già. Dạ. Mình hưởng phước được đó chị Xui. À. Mình giao hết cái chuyện này cho vợ chồng hai hoàng nó mặn đi. Dạ, nói thật với anh Xui, anh nói cũng chí phải lắm. Tôi cũng nghĩ cái chuyện này lâu lắm rồi. Tôi cũng có bàn với hai hoàng đó chứ, nhưng mà nó cứ lơ lơ hoài cái riết kỳ, tôi cũng mất hứng, tôi không nói luôn. Thằng hai hoàng nó lơ lơ thì chị giao cho con vợ nó mặn. Ha. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Con mời má. Chàng ơi, mấy cái chuyện này để cho tụi gia đình nó mần. Công con quá vậy. Hồi nãy con ghé chợ, con có mua trà mới, má uống thử coi có ngon không. Chà, cái mùi nó lạ nha. Nó không có đắng mà cái vị nó rất là ngọt. Ngon à Kim Ngân. Dạ con mua nhiều lắm, má cứ uống đi, chừng nào mà hết á thì con mua tiếp cho má. Được đó. Hồi nãy con có ghé qua hiệu buôn Hoàng Hạt Lâu để đón cô Út. Rồi tính đưa cô Út qua chợ hỏi coi cô Út có thích cái gì thì con mua tặng, nhưng mà Út không chịu. Thôi kệ nó đi con, nó còn đít, tánh tình nó khi nắng khi mưa vậy mà, đừng để ý tới nó. Với lại nó quen ba Hạt đưa rước nó rồi, cho nên nó không chịu ai đâu. Tính ra cô Út cũng ngộ. Bây giờ chú ba đi xa rồi, đâu có ở tiệm nữa đâu, mà cô Út vẫn thích ghé qua tiệm lắm á. Bữa giờ á có bạn thân của ba Hạt đưa rước nó rồi, cho nên á con khỏi phải lo hen. Con thấy chắc là cũng thân nhau dữ lắm hả má, cho nên gia đình mình mới giao luôn cả cái tiệm buôn cho người ta trông coi. Đâu có đâu con, cái tiệm buôn đồ cổ đó là của thằng ba Hạt chứ không phải là của gia đình. Nó xuất tiền túi ra mà nó lập nên đó chứ. Cái nhà này nè không có ai rành đồ cổ hết trơn á, cho nên khi nó đi tay á, nó giao lại cho cái người bạn thân của nó. Mà cái người bạn thân này á là hùng vốn chung với nó. Tụi nó ăn chia từ nào giờ. Vậy té ra cái hiệu buôn không phải của nhà mình hả má? Đúng rồi đó con, cái hiệu buôn lại là của nó, cho nên không được ai đụng vô đâu hả nghe. Mà con thấy cũng ngộ, chồng của con anh không có biết gì về đồ cổ hết, mà với lại hình như anh cũng không thích nữa hả má? Bởi mới nói hai thằng là anh em sinh đôi mà không có thằng nào giống thằng nào hết á. Dạ. Con thấy cũng tội nghiệp chồng con. Có mấy lần anh tâm sự với con, anh nói là từ khi anh về đây rồi anh không biết phải mừng ăn từ đâu hết. Thằng Hai Hoàng mà nó biết suy nghĩ như vậy là nó có trách nhiệm với gia đình đó con. Dạ.